không ảnh hưởng quá nhiều đến hệ thống phòng ngự của UAE Việt Nam. Và đây là đợt tấn công, và đợt phản công của UAE Việt Nam. Cần một đường chuyền chính xác nữa mà thôi. Rất nhiều khoảng trống. Cơ hội. Dứt điểm. Vào. Người ghi bàn đó là Văn Cường. Chúng ta đang khai thác được hành lang biên. Một tình huống tạt bóng vào trong và Văn Cường đã khai thác tốt và khống chế và dứt điểm một cách uy lực. Hạ gục thủ môn UAE Myanmar. Hệ thống của Myanmar đã hoàn toàn bị xô lệch chỉ sau một tình huống đưa bóng xuống đáy biên trái của chúng ta. Và Minh Trọng đã có quá nhiều những khoảng trống. Một bài đánh cũng rất quen thuộc khi mà hai cầu thủ chạy biên của chúng ta phối hợp với nhau. Đó là Minh Trọng và Hồ Văn Cường. Cú đá này là rất quyết đoán, không khác gì một tiền đạo cả tới từ cầu thủ thủ biên chế của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Quan trọng hơn cả, đây là một bàn thắng trong thương. Cầu thủ này cũng chỉ chủ yếu là chạy không bóng. Lại là đường chuyền nữa. Rồi. Tiếp tục là cú đá và đây là bàn thắng thứ hai dành cho UAE Việt Nam. Cùng một kịch bản, cùng một kiểu dứt điểm và Hồ Văn Cường đã lại một lần nữa đánh bại thủ môn của Myanmar. Và ra chân quyết đoán và khiến cho thủ môn của đối phương không có bất kỳ một cơ hội nào. Chúng ta hãy cùng nhìn lại cú đá vào góc gần của Hồ Văn Cường. Cú đá đưa bóng đi tung nóc lưới. Trước đó là tình huống xẻ bóng của Lê Văn Đô. Văn Đô cũng chính là người đã sở hữu cơ hội gần nhất của U2 Việt Nam ở trong trận đấu này. Xử lý bóng ở khu vực giữa sân, một đường chuyền rất tốt của Lê Quốc Nhật Nam. Đây là cơ hội, Minh Trọng, Minh Trọng không quá cả, dứt điểm vào. Quân Văn Khang pha dứt điểm gọn gàng. Ở trong trận đấu này, Quân Văn Khang cũng có khá nhiều những tình huống dứt điểm và bây giờ anh mới thành công. Thêm một tình huống mà hậu vệ biên lên tham gia tấn công và đã giúp cho Quân Văn Khang có bàn thắng. Một tình huống tấn công không mới nhưng nó vẫn phát huy được một sự hiệu quả đến mức tối đa. Các cầu thủ chúng ta đã di chuyển vị trí một cách linh hoạt sau đường chuyền của Lê Quốc Nhật Nam. Và khi mà Minh Trọng có bóng ở vị trí đáy biên thì tình huống trả bóng vào này là hoàn hảo cho pha dứt điểm của Quân Văn Khang. Quân Văn Khang có được một cơ hội trước đó. U22 Myanmar là rất tốt, đây quả đá phạt góc. Thì một pha đập bóng chính xác nữa. Như vậy là đã có bàn thắng giúp ngắn tỷ số rồi. Sau pha đập bóng của thủ môn Huy Hoàng, nhưng bóng lại đến ngay vị trí của cầu thủ bên phía Myanmar. Và một pha đánh đầu khi cầu môn đã bỏ trống. Tỷ số bây giờ là 1-3. Chúng ta một lần nữa sẽ cùng xem lại tình huống đập bóng của Huy Hoàng. Đội bóng cũng không thực sự chủ động của thủ môn tới từ đội U22 Việt Nam. Và khi mà khung thành đã bỏ trống